cũng tan vỡ. Và mối tình gần đây nhất là em quen 2 năm, từ 2019 cho tới đầu 2021. Tụi em cũng gần nhà, cái tình cảm tụi em cũng đang kiểu như là nồng cháy. Thì tại vì cổ làm bên nail, tới thì em biết là cổ cực, cho nên em tính là mua nước hay là mua bánh gì qua để mà bồi bổ cho cổ. Nhưng mà qua thì em thấy là cổ đang chuẩn bị đi với một người khác, chuẩn bị đi với một người khác. Trời ơi bà. Rồi em có xuất hiện không? Em có lên tiếng không hay là em dạ, thì lặng lúc lẽ? Đó em về em cũng nói chuyện thì không, là ngay cái lúc đó thấy là thôi đi về. Dạ đúng rồi, em đi về xong rồi em mới gọi hỏi thì cô nói là thấy thì cũng đã thấy rồi, thấy thì cũng đã thấy rồi. Cô trả lời vậy luôn, coi như là cô xác nhận luôn. Dạ. Để anh và anh coi coi, trời ơi quá trời luôn, nụ cười tỏa nắng quá chừng. Tâm sự những câu chuyện tình. Dạ thì trước giờ em cũng trải qua nhiều mối tình. Anh biết nhiều mà, cỡ này chắc cũng phải nhiều. Nhưng 20 mà... không? Dạ không có đếm luôn á. Không có đếm luôn á. Không có đếm nổi luôn á. Cô nói không có đếm chứ cô không hề mà phản đối cái từ 20 nha. Thì đó thiệt. Hai bạn nữ nhà của em cũng không thua kém gì đâu nha chị Tường ơi. Ghê ghê. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu bốn người tham gia chương trình ngày hôm nay nha. Trước tiên là anh chàng, ủa em cao quá vậy, em cao mét mấy bé? Dạ em cao mét 78 chị. Mét 78 là chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ. Em tên gì? Dạ em chào chị Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào anh cùng chơi và hai bạn nữ bên kia cùng quý vị khán giả. Em tên là Thế Phan, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Công việc hiện tại của em là IT System Admin cho một công ty của Pháp tại Tân Bình. Wow, vậy là cụ thể là em sẽ làm gì trong cái công dạ, việc? Dạ em là quản trị hệ thống. Quê mình là ở đâu cưng? Dạ quê em ở Sài Gòn luôn. Quê Sài Gòn luôn, dạ. Nhà bạn Phan 26 tuổi. Và bây giờ cô gái ngồi ghế bò đỏ ăn mặc rất cá tính, nụ cười rất duyên dáng. Em giới thiệu về mình đi nè. Xin chào mọi người, chào hai anh chị MC, chào các bạn cùng chơi. Em tên là Huỳnh Yến Nhi, năm nay em 24 tuổi, hiện em cũng đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là quản lý cửa hàng của một cái local brand. Local brand là gì, em có thể viết giúp cho anh chứ? Local brand là một cái thương hiệu mà được nhiều bạn trẻ yêu thích và cũng như là phát triển những cái style hiện tại theo trend bây giờ. Những cái thời trang đó hả? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Hiện tại thì chỉ có hai chị em làm việc ở thành phố thôi, còn gia đình thì em vẫn ở quê. Anh đang thắc mắc cái gu mà mang dài búp bê và mang vớ như thế này thì là thiệt sự thì cái anh style đứng... đó chị Tường đó. Thiệt sự thì đây là lần đầu tiên em mặc váy, tại vì đi làm bình thường á thì em lại mặc đồ nghiêm túc hơn với quần dài với áo thun á. Style này là do em tự thiết kế hay là có ai đó làm stylist cho em? Dạ không, style này là em tự chọn luôn. Chọn. Wow. Dạ đôi dài này em vẫn thắc mắc kiểu này là kiểu gì nè? Dạ kiểu baby girl. Baby girl. Oh. Dạ. Ngoài công việc làm quản lý ra thì em còn làm công việc gì khác nữa không? Dạ em xin chia sẻ nhỏ một xíu. Em có làm trợ lý cho nhóm nhảy vào buổi tối. Trợ lý cho nhóm nhảy là cụ thể em làm gì? Tụi em có tham gia một cái hoạt động của một cái nhóm nhảy riêng cũng khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Thì buổi tối thường mấy chị sẽ có những cái buổi biểu diễn á, thì em đi theo hỗ trợ về trang phục với lại lịch trình của mấy chị. Em có nhảy không? Dạ có nhưng mà cũng ngưng lâu rồi. Hèn chi nó cũng có cái gì dính nghệ thuật, cái style nó cũng phong cách cái nó cũng lạ nó cũng lạ ngộ ha. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Chàng trai ngồi ghế màu xanh nè, bây giờ em giới thiệu nè. Dạ, em chào chị Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt, chào hai em. Bạn nữ và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, em hôm nay là 28 tuổi. Em là lập trình viên của một công ty truyền thông. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố. Em là ba đời ở thành phố rồi. Ba đời ở thành phố rồi. Thành phố rồi. Dạ. Cụ thể công việc em là công việc như thế nào? Là mình viết ứng dụng di động á chị, mấy cái Facebook rồi nọ, em cũng chạy dạng vậy. Viết ứng dụng. À, dữ vậy. Dạ. Hát máy. Facebook chị Tường được không? Hả? Em có khả năng hát không? Đó là em nổi tiếng luôn anh. Em nổi tiếng hát không? Không, em mà hát được là em nổi tiếng luôn á. Vậy hả? Nhưng mà em không làm được. Em cao mét mấy? Dạ em mét 75 chị. Thấy chưa, hai chàng trai tôi còn ngon lành không? Mét 75, mét 77. Quá dữ. Hai chàng trai đều IT hết. Hai anh IT là mình phải cố gắng đó chứ, để bữa nay mà hai chị em mình làm không tốt là về em về em hát Facebook Lâm Vĩ Dạ cho chị. Nổi tiếng hơn nữa đó. Em
Trời ơi, cô bé này cười dễ thương quá à. Em giới thiệu về mình đi. Em chào MC Cát Tường, MC Hứa Minh Đạt, hai bạn nam bên đó cũng như là mọi người ở trường quay. Em tên là Lê Tuyết Trang, năm nay là 22 tuổi. Hiện tại em làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh, cũng là quê quán của em luôn. Em hiện tại là đang làm tiệm bánh. Là cái tiệm đó là em làm chủ hoặc là em đang làm cho cái tiệm đó? Em là người làm bánh làm cho tiệm đó. À, làm như là khéo tay lắm ha. Dạ đúng rồi. Làm thợ làm bánh là khéo tay. Em cũng kiểu có năng khiếu về mỹ thuật ấy, cũng tỉ mỉ và khéo tay cho nên là cũng yêu thích công việc này. Em làm bánh gì vậy cưng? Dạ bánh su Singapore. Bánh su, trong đó là có cái gì? Dạ là nhân kem. Nhân kem. Dạ ở trên thì thèm quá. Đáng lẽ bữa nay tôi biết vậy tôi đặt order bánh tới ăn. Ở đây có nè, ở đây có là những hồi sinh năng quá. Dạ. Làm gì mà ngồi quặn quặn quẹo quẹo cái tay dữ vậy? Hơi lạnh. Trời ơi, làm bánh mà cái móng tay vậy sao nhào bột? Dạ không, tại mới gắn để mà đi chơi lễ gần đây ấy. À. Với lại làm bánh là mình có bao tay á chị. À. Dạ. Nhưng mà mình biết làm có một loại bánh này thôi hay mình còn làm những loại bánh nào khác nữa không? Dạ không, cái này là mình chuyên về su Singapore á chị. Dạ cho nên thì mấy cái loại bánh bông lan thì cái đó thì niềm yêu thích của em chỉ làm tại nhà thôi. Những người thân quen thân thuộc thì mình mới làm tặng chứ cũng không có can đảm mà đem ra bán. Dễ thương quá ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là có gì nè? Dạ thì là em cũng khá là thân thiện, dạ dễ nói chuyện và dễ hòa hợp với mọi người ấy. Điểm trừ của em thì em cũng khá là rụt rè, với lại trong công việc thì cũng hơi một xíu cũng cọc luôn. Tôi thích sự gọn gàng ngăn nắp ấy. À, vệ sinh đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa bài khó chịu lắm. Dạ. Nhưng mà năm nay em mới có 22 tuổi hả? 21 dạ, tuổi hả? 22. 22 tuổi rồi rồi lên đây rồi có bồ rồi chị nào mới cưới? Cái này thì mình cũng phải xem xét hai bạn nam bên kia như thế nào. Nhưng mà giờ cái nguyện vọng của mình á, trước giờ á mình nghĩ suy nghĩ là bao nhiêu tuổi mình lên xe hoa được? Khoảng tuổi đẹp nhất em mong muốn là 25 tới 28. Ok, 3-5 năm nữa. À, dạ, năm đợi nổi không? Trời ơi, hai cô bé bên đó tôi thấy nhỏ nhắn xinh xắn không? Tôi thấy hai anh đây hơi cao to nha. À, bự bự hả? Bự, à, bự con bự hả? Mà, bự đẹp trai ngồi ở ghế màu đỏ. Mình thấy mình là có điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng. Và em có chơi thể thao, em tập gym. Em có một chút thú vui nữa là em chơi thủy sinh. Chơi thủy sinh là chơi gì cơ? Dạ là em trồng cây trong nước á chị. Nước, là dạ. Bộ rồi đó. Dạ hồi non bộ á chị. Dạ. Em có chí cầu tiến với lại với lại em sống là người sống có tình cảm. Còn về điểm yếu của em á thì em là có tính hay quên, với lại một phần nữa là em trước đám đông hay giờ em hơi rụt rè. Chưa quen thì em rụt rè, còn nếu mà quen rồi thì em sẽ hoạt bát vui vẻ lắm. Không, nãy giờ chị thấy vẫn rất là hoạt bát vui vẻ. Dạ. Nếu bình thường là trong công việc mình có hay tiếp xúc với nhiều người không? Có bạn nữ không? Dạ, thường thường em tiếp xúc team em toàn là nam không à. Vậy á hả, là coi như cái môi trường để mà mình vùng vẫy trong đó cũng hơi khó ha. Dạ. Cho nên vì vậy hôm nay mới có mặt tại chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Hy vọng là hôm nay chị cũng sẽ tìm được một người ghép đôi với em. Dạ, em cảm ơn chị. Tới chàng trai ngồi ghế màu xanh nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em á là em rất là hòa đồng, vui vẻ, em không có gia trưởng, đặc biệt là em rất là hiền, dường như là không có nóng giận luôn, ai cũng nói vậy á. Gả cho cô cọc bên bệnh được ha. Không có nóng giận luôn. Dạ, dường ai như là không có. Em quạo quọ, em không bực mình không gì dạ, luôn. Dạ, là em giữ trong người thôi chứ không có bộc lộ ra. Ủa, em xả bằng cái đường nào? Tự xuống hả chị? Dạ, hả? Sao dạ. Hay vậy? có hả? Ủa, có thiệt luôn hả? Lâu lâu mới bị. Còn gì nữa không nè? Chứ em cũng là khá rành công nghệ. Thì có một người trong nhà mà rành công nghệ đó, rất là đỡ chị lắm. Đúng rồi, chị rất là cần một người rành công nghệ nè để hỗ trợ nè. Chị mà rành công nghệ là coi như là sự nghiệp chị nó còn phát triển hơn. Tới điểm yếu đi ha. Điểm yếu. Dạ, điểm yếu em là hơi lười. Lười là lười cái gì? Đó là lười thôi. Lười tắm. Lười tắm. Không có. Ngủ hơi. À, mê ngủ. Mê ngủ được chút gì đó. Vậy là những lúc rảnh rỗi thì em thường làm cái gì? Bữa nay ta có chơi thể thao đồ thì em làm gì? Em nữa là không có rồi. Nhưng mà em thì em thích nghe nhạc xem phim như thế. Nghe nhạc xem phim. Em thì tính em nó cũng hơi chậm một chút. Tụ tập bạn bè nhậu nhẹt rồi thì vui chơi ăn uống gì không? Đó là đúng điểm mạnh của em luôn. Em không có nhậu nhẹt hút thuốc. Không có nhậu nhẹt hút thuốc chị. Không nhậu nhẹt hút thuốc. Điểm mạnh đó. Vậy kỳ vậy rồi gặp bạn bè là một uống một hai lon rồi thôi. Đúng không? Được. Maximum đô được nhiêu? Một lon chị. Maximum đô được nhiêu? Một lon chị. Một hai. Vậy. Nâng chút. Một lon hả? Dạ một lon thôi. Qua một lon là hai bb chị. Bb à? Một lon hai quắc luôn. Dạ lon hai là không, làm gió lon hai.
Một lon hả? Một lon quắc luôn. Dạ. Hai bạn trai của tôi nghe, bạn nào cũng rất là ngon lành. Cô gái ngồi ghế bò đỏ. Điểm mạnh của em là cũng khá hòa đồng và hoạt bát. Em có một cái khuyết điểm là chắc mọi người cũng sẽ có. Em nghĩ là như vậy. Trong công việc thì em khá là cầu toàn với lại khó tính. Mọi người đi làm, mọi người có một cái biệt danh đặt cho em á. Mọi người kêu em là chị Cọc. Chị Cọc. Cọc là cái chị Cọc luôn ha. Vậy là hay cọc hay quạo lắm hả cơ? Dạ. Giờ mình tìm hiểu thêm kỹ hơn một chút nha. Mình qua tình trường nha. Quay lại với bạn trai ghế đỏ của mình nè, Phan nè. Tình trường của em như thế nào hả Phan? Dạ thì em trải qua là ba mối tình. Dạ, một mối tình là hồi cấp 3, đó là mối tình đầu của em, học sinh cho nên tình cảm nó cũng không chưa có được nhiều. Còn mối tình thứ hai là em quen lúc thời sinh viên. Dạ thì em có đi làm part time ở ngoài, em có quen một bạn 6 tháng, thấy được là cái chí hướng của hai đứa nó khác nhau cho nên tụi em cũng tan vỡ. Dạ, mối tình gần đây nhất là em quen 2 năm, từ 2019 cho tới đầu 2021. Tụi em cũng gần nhà, cái tình cảm tụi em cũng đang kiểu như là nồng cháy. Thì tại vì cổ làm bên nail, tới thì em biết là cổ cực, cho nên em tính là mua nước hay là mua bánh gì qua để mà bồi bổ cho cổ. Nhưng mà qua thì em thấy là cổ đang chuẩn bị đi với một người khác. Trời ơi bà tắt hề. Trời ơi bà. Rồi em có xuất hiện không? Em có lên tiếng không hay là em? Dạ thì lúc đó em về em cũng nói chuyện thì không, là ngay cái lúc đó thấy là thôi đi về. Dạ đúng rồi, em đi về xong rồi em mới gọi hỏi thì cô nói là thấy thì cũng đã thấy rồi. Cô trả lời vậy luôn, coi như là dạ. Cô xác nhận luôn. Dạ thì coi như thôi tụi em chấm dứt, nói chung duyên tụi em hết rồi. 2 năm. Dạ. Một câu vậy thôi, thấy cũng đã thấy rồi là thôi chứ không giải thích, không dạ. Không năn nỉ, không xin lỗi gì hết. Dạ. Sau đó có còn gặp nhau nữa không? Dạ không, em không có gặp nữa. Trước đó nó phải có cái dấu hiệu trước rồi em không có nhận dạ, ra. Em không, em đi làm suốt em cứ nghĩ là mình thật lòng với người ta thì người ta sẽ thật lòng với mình, em cứ nghĩ như vậy. Có ha, đàn ông dạ. Không có cái sự nhạy cảm, không có nhạy bén. Bây giờ em muốn tìm một cái người như thế nào Phan? Mỗi bạn gái em kiểu như thích thì có ngoại hình ưa nhìn. Dạ, với lại giỏi, dễ thương và cái lại biết quan tâm chia sẻ là được, chỉ nhiêu đó thôi chị. Nhiêu đó thôi. Dạ. Ngoại hình có yêu cầu gì không về bên ngoài? Dạ ngoại hình chỉ cần hợp nhãn là được. Dạ. Hợp nhãn dạ. Nó bao la lắm em. Hợp nhãn biết cái nhãn em nó làm sao ạ? À? Em đeo 4 cái mắt lận mà chiều 4 con mắt em thì không biết sao được nữa. Chiều cao như thế nào? Tóc dài, tóc ngắn, mắt dạ. Như thế nào? Sao? Tóc dài thước tha hoặc là đôi. Dạ cao khoảng trên 1m55 và tóc dài thì em sẽ thích dễ thương hơn. Thích dạ. Dễ thương hơn. Dạ có tắt bím luôn. Dạ có tắt bím luôn. Tóc bím luôn hả? Ghê. Hy vọng dạ. Là hôm nay sẽ có một cái sự trùng khớp nào đó. Dạ. Thao, mình tâm sự với nhau về chuyện tình cảm của em chứ. Em mà là nữ nhưng mà em nhỉnh hơn bạn một xíu là từ cấp 3 đến giờ em trên 5 mối tình rồi. Mình bình thường thôi. Có 3 cái mối tình mà em nhớ nhất tạo cho em nhiều cái kinh nghiệm sau này hơn á. Kinh nghiệm hả? À, trang chữ kinh nghiệm anh đổ mồ hôi quá. Sao nào? Kinh nghiệm đầu tiên. Thì bạn đầu tiên thì em quen năm nhất. Đó là mối tình đầu. Không phải là mối tình đầu. Bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em. Thì em cũng quen được 2 năm. Nhưng mà tại vì bạn còn khá là nhỏ và bạn chưa có suy nghĩ được thấu đáo á, cho nên là em không có muốn quen nữa. Tại vì bạn đang không nghĩ cho mình mà mình lại nghĩ cho người ta nhiều quá. Đó là một kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì nữa nè? Dạ, một mối tình nữa là một mối tình đơn phương đến tận 1 năm rưỡi. Tình đơn phương 1 năm rưỡi. Cái người đó biết em yêu người đó không? Dạ, em có ngỏ lời nhưng mà bạn từ chối. Em tỏ tình sao mà bạn ta từ chối? Tại vì hai đứa cũng đi chơi với nhau khá là nhiều rồi, cũng có tìm hiểu với nhau. Em lại hay chủ động trong nhiều mối quan hệ, cho nên là em có ngỏ lời với bạn là thôi bây giờ mình đừng có như vậy nữa, mình quen nhau đi. Nói trực tiếp hay là em nhắn tin hay em gọi điện? Dạ gặp nhau trực tiếp đi chơi. Rồi bạn nó trả lời sao? Thì bạn nói là do công việc của bạn khá là nhiều cho nên là bạn muốn tập trung công việc hơn. 1 năm rưỡi này có một cái chuyện hơi khá là bất ngờ đối với em. Lúc mà hai đứa không liên lạc với nhau nữa thì em có vô tình thấy được nick Facebook của người yêu bạn quen được trên 1 năm rồi. Nên là em mới phát hiện ra được lý do là bạn đang đi chơi với mình mà bạn đã có người yêu rồi. Thì bởi vậy người ta mới từ chối em. Người ta nói là tập trung vô công việc mà. Thì công việc đó là công việc đi chơi với người yêu. Chị thấy là tại em thôi chứ người ta đâu có đâu chừng nào mà người ta quen với em á. Mà người ta đi bắt cá hai tay á thì người ta mới có lỗi là... Người ta từ chối em rồi mà tại em cứ tình nguyện đi với người ta. Mà tỏ tình một lần đó thôi hả? Cỡ được 2 lần. Hai lần vẫn từ chối cả hai. Nhưng mà đi thì vẫn đi. Bạn cứ vẫn muốn đi chơi với em thôi. Khi phát hiện cái đó thì kiểu như mình bị lợi dụng á. Nên là em tỉnh ra, tỉnh ra. Tỉnh ra. 2 kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm nào nữa nè?
Kinh nghiệm đối với em là rút ra được trong mối quan hệ gần đây nhất là chỉ có 6 tháng thôi. Đừng dính tới những người quá tiêu cực, nó sẽ kéo mình đi xuống luôn. Đúng, cái này thì đồng ý. Bạn ấy tiêu cực lắm hả? Dạ, tại vì vô tình quen bạn trong thời gian mà bạn có giấy xác nhận đi nghĩa vụ quân sự. Em không có hứa hẹn gì hết, chỉ là anh đi thì anh cứ đi đi, em ở nhà em vẫn đi làm bình thường thôi, anh đừng có lo sợ gì hết. Nhưng mà bạn lại có một cái hứa hẹn với em là bạn đi ra bạn sẽ cưới em á, cho nên em cảm giác hơi bị nặng nề trong người. Ủa vậy đâu có gì đâu tiêu cực. Bạn đi nghĩa vụ quân sự nhưng mà em ở ngoài đây em tập trung đi làm, còn bạn ở trong đó bạn suy nghĩ là bạn không lo được cho em ở ngoài này. Anh phải suy nghĩ tiêu cực là em không tự lo được cho mình ngoài này. Rồi chia tay luôn rồi. Dạ, tại vì bạn suy nghĩ quá tiêu cực, với lại bạn có làm phiền em vào những lúc em làm việc quá, cho nên là em nói là thôi dừng đi, tại vì em không có muốn phải suy nghĩ tiêu cực theo anh. Giờ mẫu người lý tưởng của em thế nào? Mẫu người lý tưởng của em hả? Bạn nam thì đương nhiên phải cao hơn em, tại vì em bên cũng... bển người ta là khủng long. Phải có sự nghiệp để hai bên cùng đi làm để lo cho tương lai. Vậy thì em dự định là bao nhiêu lâu nữa em sẽ lên xe hoa? Năm nay em 24 thì cỡ 27, 28. Cũng 3-4 năm nữa luôn hả? Tại vì em không có quan niệm cưới sớm nó sẽ có nhiều thứ lo hơn. Thì em lại có quan niệm là mình lo trước cho mình đi, có đủ có dư đi rồi hả cứ. Bây giờ là mẫu của em là 3-4 năm nữa là đẹp rồi. Cao hơn em nè. Dạ, tôn trọng nhau với nhớ dành thời gian riêng cho nhau. Tại vì công việc buổi tối của em là về dancer, nên là sợ một số bạn đang suy nghĩ gọi là dancer tụi em phải đi bán mặt ngoài đường buổi tối á, sợ bạn đi không làm hiểu. Làm đêm hôm đúng không? Dạ đúng rồi. Lát nữa mở cửa trái tim là em phải nhảy một bản cho anh coi nha. Yeah. Mình phải thể hiện được đúng không? Quay lại với Nghĩa nha, tình trường của Nghĩa như thế nào nè? Dạ, trước đây thì em cũng có nhiều mối nhưng mà kiểu tìm hiểu thôi. Về sâu đậm thì chỉ có hai mối thôi. Cả hai mối đều một năm chị. Một là mối tình đầu, còn cấp 3. Bạn đó thua em 1 tuổi. Em lúc đó lên đại học, còn bạn lên 12 thì lúc đó là sẽ không còn được gặp nhau nữa. Nên chia tay. Mối tình thứ hai là sau khi em ra trường được khoảng mấy tháng á. Lúc đó thì em cũng còn trẻ, em cũng chưa có suy nghĩ gì tương lai á, nên nhiều khi em bỏ bê bạn đó. Thời gian sau thì cũng chia tay. Sau thời gian đó thì em bắt đầu em thay đổi công việc, thì vô cái ngành này rồi thì không còn nữ nữa. Nên em đế tới giờ luôn. Vậy là cái mối tình sao mà kết thúc là cách đây bao lâu rồi? Cái mối gần nhất em là khoảng 3-4 năm đó. Thì vậy là 3-4 năm nay không có người yêu? Đúng rồi. Cũng đẹp trai, phong độ mà. Dạ, nhiều khi là do yêu rồi nên là không muốn yêu nữa. Nó muốn sống sọc độc thân vậy đó chị. Trời đất ơi, vui đã rồi. Nhưng mà dân IT cũng rành Facebook, không lẽ bạn bè trên Facebook rồi không lẽ không chứ? Thì bạn bè vậy thôi. Một bạn nào? Dạ không có. Dạ không có. Sao tôi không tin là 24 tuổi mà trẻ đẹp vậy mà này 3-4 năm không có bạn gái nghe nó hơi ngộ nha. Thiệt mà chị. Một phần em cũng nhát gái nữa. Một phần do môi trường. Nhát gái hả? Dạ, nhát gái. Sợ gái không? Dạ không có sợ nhưng mà nhát. Nhát thôi. Nhất là những lúc lần đầu mà làm quen á. Nhát mà có thích không? Có thích chứ. Sao thích mà còn suy nghĩ nữa vậy trời? Thích trai không? Không chị. Thích mẫu người bạn gái như thế nào nè? Em thích con gái dễ thương, hiền, tóc dài là một điểm cộng. Biết nấu ăn là thì càng tốt. Tuy ba em là đầu bếp á, nhưng mà em không biết nấu ăn. Ba em là đầu bếp hả? Dạ. Thì bình thường ở nhà là hiện giờ vẫn là ba mẹ nấu cơm cho ăn hả? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Em cũng sợ con gái hơi dữ á chị. Tại em hiền quá, em hiếp em. Hai người hiền hết nó cũng chán lắm. Vậy? Cũng phải có một người, phải có lên lâu lâu việc cơm một chút mới vui chứ. Vậy hả? Em thích con gái mà nói nhiều một chút. Tại em là tiếp người mà thích nghe người ta nói hơn là được nói. Nên bạn gái nói nhiều chút hả? Trời ơi, em nghe thì càng tốt. Chứ em mà chầm bà nói chầm là xong luôn. Yên tâm đi, gái nào cũng nói nhiều hết trơn. Để anh và anh coi coi, trời ơi quá trời luôn. Nụ cười tỏa nắng quá chừng. Tâm sự những câu chuyện tình. Dạ thì trước giờ em cũng trải qua nhiều mối tình. Anh biết nhiều mà cỡ này chắc cũng phải nhiều. 20 không? Dạ không có đếm luôn á. Không có đếm luôn á. Không có đếm nổi luôn á. Cô nói không có đếm chứ cô không hề mà phản đối cái từ 20 nha. Thì đó thiệt. Làm 20 đổ lại. Mối tình nào sâu đậm? Sâu đậm nhất dạ gần 5 năm. 5 năm. Dạ đó là gần đây luôn. Cương nhiêu tuổi? Dạ 22. Mà mối tình 5 năm mà tới gần 20 mối tình vậy là yêu hồi mấy tuổi? Dạ hồi cấp 2 rồi là mấy bạn cũng thích em á. Lúc đó mình cũng không có đặt tâm nhiều. Mình cũng kiểu thì rung động thích. Nhưng mà cái mối tình 5 năm đó là từ mấy tuổi tới mấy tuổi? Dạ là từ hồi cấp 3 tới lên đại học. Cái mối tình đó là mối tình chính thức đó là dài 5 năm đó là trong cái 5 năm đó. Nhưng mà cũng xung quanh là cũng tùm lum la là tính vô chung luôn á. Mới gần dưới 20 đúng không? Đúng rồi, lúc đó còn tí 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 rồi. Dạ thì kiểu cũng là rush qua rush lại. Đó
còn tuổi trẻ tài cao nha. Trời ơi, tối nay tôi về tôi hỏi con tôi có mấy bao nhiêu mối tình rồi. Quang mang hả Quang mang? Cái mối tình đó như thế nào? Tụi em chia tay với nhau á thì cũng là do xa mặt cách lòng. Thời gian dịch thì mọi thứ đều bị ngưng động rồi, giãn cách xã hội thì đã không gặp nhau rồi. Khi mà gỡ giãn cách ra ấy, mọi người cũng hoạt động bình thường trở lại. Nhưng mà bạn đó lại lấy lý do là gia đình không cho đi ra ngoài đường vì sợ có người già trẻ em ở nhỏ ấy. Lấy lý do đó là không đi chơi hoặc là không qua gặp em được. Một phần là em cảm thấy bạn đó không quan tâm em nhiều. Nhiều lúc mà em cần bạn đó thì bạn đó không có xuất hiện. Nhiều khi tại do dịch thiệt mà em. Dạ đúng rồi, là trước đó là cũng có nhưng mà em chịu đựng và bỏ qua ấy. Mình cũng đặt tâm nhiều quá cho nên là mình cũng thôi bỏ qua cho người ta. Mà mong người ta cũng thay đổi vì mình. Nhưng mà thì sau đó cũng sự việc lặp đi lặp lại. Thì em cảm thấy mình không có được quý trọng nhiều quá. Mọi việc xung quanh bạn đó đều đặt trên em. Em mới quyết định dừng lại. Nhưng mà người dừng lại đầu tiên là bạn đó mở lời với em. Bạn đó nói là không còn tình cảm như trước nữa. Và mục tiêu ngày hôm nay em tới chương trình. Dạ cũng muốn tìm được một người thấu hiểu cho mình. Biết quan tâm chiều chuộng em. Tại em cũng khá là nhõng nhẽo ý. Nhõng nhẽo quá hả? Dạ. Mẫu người đàn ông của em như thế nào? Em thích nam là phải cao hơn em. Cao hơn em? Trời dạ, ơi. Đô đô xíu cũng được. Rất là đô luôn. Dạ, nam tính này biết chiều chuộng, quan tâm và thấu hiểu cho em. Một chàng trai ấm áp là một điều tuyệt vời. Điều gì em không thích ở một người đàn ông? Dạ, đừng có bày hày lôi thôi quá. Lời lời đồ đúng không? Lời lời đồ né né ra nha. Dạ, hỏi thêm ngoài lề nha. Dạ. Ví dụ như là em được cầu hôn á, thì em hãy tưởng tượng cái cuộc cầu hôn nó như thế nào. Dạ, không cần phải quá lãng mạn đâu. Không quá lãng mạn đâu. Dạ, chỉ cần đầy đủ ý là được. Đủ ý là sao? Bối cảnh, cho anh cái bối cảnh đây. Em thích biển. Ở ngoài biển, sóng dạt dào như thế nào nữa? Sóng dạt dào, gió hiu hiu, bạn em tỏ tình rồi. Bạn nam bạn bộ đồ gì nè, bạn bộ đồ gì? Lịch sự xíu, không cần phải là vest và sơ mi đồ đèn hoàng. Trắng trắng rồi, hay bye bye rồi. Dạ đúng rồi. Rồi, sẽ làm gì nữa? Ngỏ lời với em. Ngỏ lời. Quỳ xuống. Xuống. Dạ, nắm tay em rồi nói là được rồi. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Hứa với em một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. You may give me. Hai chàng trai bên đây đang căng dữ lắm. Nghe ta tưởng tượng bãi biển cầu hôn mà mặt căng hết sức. Căng quá. Đến với những người thân đi. Hai em gái phía dưới trước nha. Em gái em đi với ai? Dạ chào mọi người, em đi với bạn Nhi ạ. Dạ. Theo em thì hai chàng trai ngồi trên đây, có chàng trai nào sẽ có thể phù hợp với bạn Nhi không? Cá nhân riêng của em thì em cảm thấy được hai người đều phù hợp. Nhưng mà sẽ nghi về bạn ghế đỏ. Đỏ nhiều hơn. Ghế đỏ nhiều hơn. Dạ. Tại vì em nghĩ là bạn Phan sẽ có sự chu toàn với bạn Nhi nhiều hơn. Dạ, mà sao kiểu hai người nó cũng có xem có một cái ý tưởng á chị, cái đi chung với nhau được á. Cá nhân em nghĩ vậy thôi, còn rồi. Cái này còn phải tùy thuộc vào bạn Nhi nữa khi đúng mà rồi, mở cửa mình ra nhìn thì ngoài mình nhìn vô mình nhận xét vậy thôi. Dạ. Nhi là người như thế nào? Dạ giống như bạn nói hồi nãy là rất cọc. Chị cọc luôn á hả? Rất cọc thiệt luôn hả? Dạ chỉ cọc trong công việc thôi. Ví dụ như là bên team của em mà team nhảy thì tụi em sẽ có những cái lúc mà đi và chuẩn bị không có kịp đủ đồ á và mọi người sẽ hay bị rối thì Nhi sẽ là người giúp tụi em để mà mọi chuyện đó ổn thỏa hơn. Và trong khi đó thì có những lúc mình sẽ cọc lên một xíu á. Là bắn cọc bắn làm gì? Bắn nạt nộ la mắng hay là? Dạ không, mọi người hay gọi em là mèo. Thì ví dụ nha là mèo giúp em này nha. Đó chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái thái độ cái mặt nó hơi căng căng á phải không? Hơi gắt gắt á phải không? Căng nhẹ thôi ạ. Có khi nào cọc lên là bay đá sừng phi được không? À, dạ, không dạ không, không có đâu, không có đâu. Cảm ơn em nha. Tới bạn gái bên kia. Em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Theo cá nhân em khi mà nhìn hai bạn nam á, nếu mà gọi là giống như là phù hợp thì cả hai bạn đều hợp. Nhưng mà kiểu để hợp tuổi này, hợp hơn nữa thì em nghĩ là bạn em nên hướng về bạn màu đỏ hơn xíu. Có hợp tuổi nè. Dạ đúng rồi. Bây giờ bạn em là ở độ tuổi 22 thì giống em là kiểu là cũng là tuổi trẻ, cũng đang ở độ tuổi trưởng thành. Nhưng mà kiểu bạn nam bên ghế màu xanh thì tuổi bạn là 28 á. Bạn hơi kiểu bạn hơi trầm á, mà bạn em lại trầm nữa. Nên em nghĩ là bạn áo đỏ sẽ phù hợp với bạn em hơn. Biên cá nhân em là vậy. Nhưng mà em vẫn muốn là bạn em có chính kiến và nhìn hơn á. Chị tưởng nam nó tuổi là tuổi con gì đồ dạ. Chứ coi như là hai bạn ở dưới chấm anh màu đỏ. Còn hai bạn trên đây biết sao lát nữa nha. Rồi bây giờ tới bên kia hai chàng trai. Dạ em chào chị Cát Tường. Em chào anh Hứa Minh Đạt và tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay. Em tên là Thịnh, em bạn của anh Nghĩa ngồi ghế màu xanh. Hai bạn nữ đây thì rất xinh. Nói chung là hai bạn đều có một nụ cười ấm áp và anh Nghĩa cũng sẽ rất là thích. Theo cái góc nhìn của em thôi thì em sẽ nghĩ là bạn Sang ngồi ghế màu xanh sẽ phù hợp với anh Nghĩa hơn. Hồi nãy bạn Sang có nói là thích một người
chiều chuộng mình. Thì em nghĩ cái tiêu chí này anh Nghĩa có rất nhiều, tại vì em chỉ là gọi là đồng nghiệp với anh Nghĩa, bạn bè thôi, mà nhiều khi kêu anh Nghĩa làm này gì kia anh Nghĩa đều bạn bè chiều. Là bạn bè mình đã chiều chuộng vậy rồi, đừng nói người yêu. Dạ, yêu là rồi. Chiều chuộng. Cảm ơn em. Xin trai. Em là Khánh, đồng nghiệp của anh Nghĩa. Em thấy hai bạn nữ rất là xinh đẹp và dễ thương. Còn việc còn lại lựa chọn là do anh Nghĩa lựa chọn theo con tim của mình thôi. Hai bạn đều là theo Nghĩa hết trơn. Bữa nay luôn. Là Phan không có ai đi theo hả? Em đi một mình. Đi một mình hả? Người ta đi một mình mà nãy giờ là ở dưới người thân của hai cô là đều chọn hết đó. Căng căng á. Căng căng á. Chờ đợi gì nữa? Mở cửa trái tim. Tên 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 tên. Bà lem bà lem bà lem. Phải, phải tặng cảm hoa ơn liền. Chúc em lúc nào cũng xinh đẹp như những đóa hoa này ha. Dạ cảm ơn. Oh yeah. Là khoan khoan, nơi này tặng cái gì? Dạ cái đó là cái nến thơm á, mỗi lần mà bạn bị stress hay là gì đó giờ lại có thể đốt nến lên. Cái này em chỉ vô tình chuẩn bị thiếu một phần thôi, em rất là xin lỗi anh. Cái này em gửi anh. Anh cảm ơn em. Dạ cái này là bánh em cũng tự trang trí ấy, thì mong anh cũng sẽ thích. Anh cảm ơn em ha. Thương quá à. Dạ. Bánh em tự trang trí luôn hả? Trang trí. Dạ. Có viết chữ gì lên cho anh vậy? Bánh su Singapore. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ủa vậy hả? Ủa vậy rồi làm sao dám ăn? Đẹp quá em không có nỡ ăn. Đẹp quá không có nỡ ăn. Bánh để được mấy ngày cưng? Dạ mình để được 6 ngày á. 6 ngày 6 cái đó. Hồi nãy hứa cái vụ thể hiện. Bây giờ thể hiện liền đó. Thể hiện liền luôn đi. Trợ lý nhắm nhảy thôi đó. Khá lâu rồi em lui về sân khấu support cho mấy chị nên là cũng lâu rồi không nhảy. Duyên dáng với bộ cảm xúc của hai anh như thế nào nè? Phan nói trước đi nè. Dạ em thấy có tí cảm xúc. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Wow. Ơi. Nghĩa thì cảm xúc như thế nào khi mà cửa trái tim này mở ra nhìn hai cô gái của chương trình? Trời thì đầu tiên con mới nói là hai bạn đều xinh, rất là xinh luôn. Nghe là thấy loạn nhịp rồi. Loạn nhịp rồi. Dạ. Xác định được loạn ở đâu chưa? Chưa. Có là chỉ loạn tâm linh thôi. Không biết là đâu đó chị. Còn hai em gái cảm xúc như thế nào khi mà nhìn thấy hai chàng trai của chị? Khi thấy hai bạn nam thì em cũng có một xíu rung động. À, những tín hiệu rất mừng ha. Em dạ thì cũng có chút xíu. Vậy là ngày hôm nay ai cũng xíu và bốn cái xíu cộng lại thành cái bự. Bây giờ hai cô gái tôi biểu diễn rồi và hai chàng trai chưa. Hả? Hồi nãy là đây là phần nhảy thôi, bây giờ đến phần hát nè. Mời anh em nghe ra. Thiên hạ đồn là tiếng hát cũng lãnh lót lắm á. Dạ vậy mong mọi người đừng chê em nha. Bài nụ cười 18-20. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 những nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước, sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi. Có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngó lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời. Còn nhớ mong dáng đôi mươi, nhà nụ cười xuân thời. Wow, dễ thương. Bây giờ hai chàng trai. Dạ, em xin hát tặng lại hai bạn nữ. Rồi, dạ, với chương trình. Trong nhạc của em thì nó hơi cổ xíu, nó là bolero. Ok. Dạ, cho nên em xin hát một khúc của bài Thao thức vì em. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời dã từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại đến ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm. Chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Yeah. Wow, quá ngọt.
Sao cưng? Giờ mình hát luôn gì chân là mình thua đó. Về ca hát á thì nó chưa bao giờ điểm mạnh của em á chị. Vậy em có điểm gì mạnh? Nhưng mà hôm nay em đại khai sát giới được không? Được, đại khai sát giới luôn, ghê quá. Làm gì chị? Đại khai sát giới luôn. Rồi, chết. Chờ luôn. Lần đầu tiên thấy em, chỉ muốn đến thật gần ghé chào em thôi, mang niềm vui cười lên môi xinh. Lần đầu tiên nắm tay, anh không tin ngón tay, từ em yêu lại vuốt ve níu đôi bàn tay anh. Wow. Yeah. Dễ, tao nói hay không bằng hên chứ bộ. Hên dễ thương. Đó, quan trọng là cái gì là thần thái. Hiểu không? Dạ. Rồi bây giờ các bạn hãy chia sẻ nhau một chút xíu về cái chuyện hẹn hò đi. Các chàng trai chủ động trước đi. Cho em xin hỏi hai bạn nữ là hai bạn quan điểm thế nào về tình yêu? Đối với em thì em cũng không đòi hỏi nhiều á, chỉ cần hai người hiểu nhau, thấu hiểu, chia sẻ với nhau nè. Công việc thì ra công việc, thời gian dành cho nhau là thời gian dành cho nhau, chứ đừng có mà lẫn lộn với nhau ấy. Con người em thì cũng là không có mạnh mẽ gì cho lắm, nên là cũng cần một người bảo vệ nếu mà hai anh đáp ứng được. Oh yeah. Riêng đối với em thì cũng gần giống với bạn Sang. Công việc thì công việc, chỉ là thời gian cuối tuần hay là những ngày rảnh thì mình dành cho nhau. Đã dành cho nhau rồi thì anh đừng có lôi công việc vào trong. Không bị nhọc nhằn giữa công việc và tình yêu hả? Hai anh có suy nghĩ như thế nào về một bạn nữ có xăm mình và đôi khi công việc bị cuốn nhiều quá? Quan điểm của anh thì anh thấy cái việc mà xăm hay không á thì bây giờ nó không quan trọng nữa, quan trọng là cái tính cách của người con gái đó thôi. Vấn đề mà công việc cuốn á nhiều quá thì đôi khi ví dụ em đi công việc hay gì đó thì em nói với anh là em nay em có công việc bận thì anh sẽ không có kiểu như nhắn tin hay gì đó sẽ làm phiền em, thì có gì nói với anh một chút một tiếng thôi. Em thì em ngược lại với bạn Phạm này chút. Quan điểm của em là em không có thành kiến với người xăm mình, nhưng mà em không thích bạn gái em có xăm hình xăm. Dạ, kiểu chơi kiểu truyền thống vậy thôi. Thích con gái truyền thống. Nhưng mà em nghĩ sao nếu mà bạn gái có đam mê bị cuốn theo cái công việc của mình quá? Cái này mình phải chia sẻ lẫn nhau thôi, mình phải hiểu cho nhau chứ. Tại vì công việc thì ai cũng có. Cái chuyện mà người này bận rồi thấy người kia cũng bận theo, hoặc là người kia lại rảnh nghĩ người này bận không có quan tâm với mình á. Nói chung yêu nhau là phải tự sắp xếp được. Phải có rồi. Đúng không? Đúng rồi. Rồi em muốn hỏi gì hai cổ? Thì em muốn hỏi hai bạn nữ là người là ông làm những cái việc gì khiến bạn cảm thấy chán? Em mà hỏi bạn Nhi trước đi ha. Một người làm cho em chán có nghĩa là khi mà bạn bị quan tâm thái quá em sẽ bị chán, hoặc là bạn không hiểu cho công việc của em. Em là dancer và trợ lý của nhóm, nên là những cái việc mà anh đang gắt gao với em về việc em đi quá khuya hay là đi phía ngoài quá nhiều á, anh bị gắt cái đó thì em sẽ bị chán và em sẽ không có quan tâm tới anh nữa. Đối với em thì chắc là một người tiêu cực ấy. Em thích những người vui tính, những người mà sến sến, giống như nói những câu mà ngôn tình thái quá ấy. Thà giống như mình hành động nhưng mà mình ít nói thì em cảm nhận được điều đó là nên hơn là chỉ nói thôi. Dạ, em không biết là hai anh có chơi game hay không ạ? Anh thì không có chơi game. Thời gian rảnh của anh thì anh sẽ đi học thêm để mà mình trau dồi thêm cái nghề nghiệp của mình thôi. Sao, em có chơi game không? Dạ, còn em thì hồi trước em chơi dữ lắm, giờ bỏ rồi, đỡ rồi. Đỡ rồi. Hồi trước là hôm qua hả? Dạ, mấy năm trước rồi. Rồi sao em hỏi câu đó làm chi? Dân IT không mà em hỏi có chơi game hay không? Là em tính rủ chơi chung hay là em không thích mấy người chơi game? Dạ không, tại vì những bạn nam chơi game thường hay bị hướng theo cái nghiện game ấy, bỏ bê bạn gái. Dạ đúng rồi. Là em không thích đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu mà khoảng thời gian nhỏ giống như giải trí thư giãn thì có chừng mực thì ok ạ. Ba bỏ rồi, đó là chuyện quá khứ thôi. Bây giờ vậy nè, thời gian không có nhiều đâu. Bạn, em có hỏi gì không? Em không thích người đàn ông mà hút thuốc nhiều ấy. Biết hai anh có không ạ? Hai anh có không? Dạ không, em tập gym em không có hút thuốc. Không tập gym không có hút thuốc. Dạ em cũng không hút không thuốc. Hút thuốc một lon là xỉn. Có anh là cái gì cũng có luôn nè. Người ta không hỏi anh luôn á. Dạ không ạ. Không, bây giờ cho chắc thằng trai qua nắm tay các cô gái một chút, rồi nói chuyện cái cảm xúc chút xíu. Ghế xanh trước đi ha. Mời ghế xanh đi. Cơ hội không có nhiều đâu. Sao ta anh lạnh quá vậy? Hai rút em. Anh hiện tại là anh cũng 28 rồi. Thì anh muốn trong khoảng 30 á thì anh có thể sẽ kết hôn. Em còn khá trẻ nhưng mà anh mong muốn á là em cũng có thể hoàn thành giấc mơ của anh. Dạ, nhưng mà em hỏi một câu nha, tại vì em cũng có một hai hình xăm nhỏ thì em không biết là anh suy nghĩ sao khi mà biết điều này. Hình xăm nó như thế nào ha? Nếu mà hình xăm nhỏ nhỏ thì chắc cũng không sao. Tại nhà anh cũng có người xăm mà. Dạ, kiểu mini thôi. Không mini sao đâu. Dạ, thì nếu vậy thì mình cứ tìm hiểu cho okay. Nhau cơ hội. Cảm ơn em ha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi.
Rồi, cảm ơn em. Wow, là nắm đúng tay một người thôi đúng không? Anh, dạ. Mời anh. Có quyền nắm tay hai bạn luôn. Đây là một chương trình em nghĩ là một cái duyên. Thì anh mong là sau cái chương trình này mình có cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh. Cái cảm giác của anh đầu tiên khi mà anh mở cửa ra thì anh thấy hai bạn đều xinh. Anh thì anh là tim thèm ngọt. Yeah. Cho nên hy vọng là sau một chương trình này mình sẽ có duyên để mình tìm hiểu cho nhau một cơ hội. Dạ. Cảm ơn em. Em cũng nghĩ vậy, cảm ơn anh. Đó, mọi thứ khó nói lắm quý vị à. Chưa đến cái khoảnh khắc quyết định mình cũng chưa biết là thấy trái tim nào loạn với trái tim nào. Ở đây em đang dẹp thính ở đây quá trời. Bây giờ ra thính. Bây giờ hãy suy nghĩ cho thật là kỹ. Bây giờ đến thời khắc quyết định nha. Ở bên hông cái chiếc ghế của các bạn có hai cái nút bấm. Một cái nút màu đỏ, một cái nút màu xanh. Bây giờ các bạn đặt tay vào nút bấm đó đi. Mình thích cái ghế màu nào thì mình bấm cái nút màu đó. Mời tất cả các bạn hãy hướng mắt ra phía trước của mình và nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim. Chương trình ghép đôi thần tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5. Mà em nghĩ sao nếu mà bạn gái có đam mê bị cuốn theo cái công việc của mình quá? Cái này mình phải chia sẻ lẫn nhau thôi. Mình phải hiểu cho nhau chứ. Tại vì công việc thì ai cũng có. Đối với em thì em cũng không đòi hỏi nhiều á. Chỉ cần hai người hiểu nhau, thấu hiểu, chia sẻ với nhau nè. Công việc thì ra công việc, thời gian dành cho nhau là thời gian dành cho nhau. 4. Công việc cuốn ấy, nhiều quá thì đôi khi ví dụ em đi công việc hay gì đó thì em nói với anh là em có công việc bận thì có gì nói với anh trước một tiếng thôi. Riêng đối với em thì cũng gần giống với bạn Sang. Công việc thì công việc, đã dành cho nhau rồi thì anh đừng có lôi công việc vào trong. 3. Hai. Một. Bấm. Hết thời gian. Đây nè. Chéo. Được một cặp. Tôi chưa thấy gì luôn á. Đây nè, đây là màu đỏ, còn đây màu xanh. Bị chéo. Bây giờ tôi hỏi cái anh này trước, sao anh không chọn ai vậy? Dạ, em thấy hai bạn nữ đều rất là dễ thương. Cũng rất là hợp ý, nhưng mà hai bạn còn trẻ quá. Em cũng muốn là cái kế hoạch của em là 2 năm nữa kết hôn. Thì có vẻ hai bạn nữ còn trẻ quá. Chưa muốn kết đúng hôn rồi. Đúng dạ, không? Đúng rồi. Với lại cái dù hình xăm cũng hơi lận sận nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó, biết mà. Quan điểm của em là em không có thành kiến với người xăm mình. Nhưng mà em không thích bạn gái em có xăm hình xăm. Kiểu chơi kiểu truyền thống vậy thôi. Thích con gái truyền thống. Nhi. Dạ. Cảm xúc em như thế nào? Coi như là duyên chưa tới thì... chưa tới. Mấy bạn trai cảm nhận là em còn đam mê công việc nhiều quá nên mấy bạn nó cũng rất là ngại. Nhưng mà không sao hết, cũng có người ta chạm được cảm xúc của mình, người ta hiểu được mình ha. Rồi, hy vọng là các bạn hôm nay mà chưa tìm được một nửa yêu thương thì sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương trong cái thời gian sắp tới. Mời cặp đôi thành công chúng ta. Rồi, đứng dậy coi. Sao mà tôi ghép cho được cùng màu bấm khác màu vậy? Hỏi cô gái này trước nè. Tại tính của em cũng khá nhút nhát rụt rè ấy. Mà anh đây thì sôi nổi vui tính hơn. Em nghĩ là sẽ bù trừ được cho em. Nhưng mà hồi nãy chị thấy là em cũng hứa với anh bên đây là chúng ta sẽ tìm hiểu rồi. Sao tự nhiên qua bên đây ông này không rải cái tính gì mà dính luôn vậy? Dạ, chắc là dính tính. Còn anh này khi mà mở màn ra thì em bị ấn tượng bởi bạn này. Tại vì bạn có cái nét hiền, dễ thương. Dạ, thì em thấy là em rung động nhiều hơn. Với lại em thấy cái bánh của bạn, em thích ngọt, thêm ngọt. Ủa bạn kia cũng tặng bánh cho em vậy? Lý do thiệt bụng coi. Dạ, em thích bạn gái kiểu giống bạn nữ này. Nắm tay nhau nè. Đó. Xin phép là mình hôn bạn gái, cái làm kỷ niệm nè. Được hôn bạn một. Sao cái gì? Sao răng cái gì? Cho người ta hôn đi.